Mua bán đất cẩn thận, nhìn thâu mà hóa vàng. Nhiều nhà đầu tư sau khi thẩm định các vấn đề về vị trí, về phong thủy, về hình dáng đã ra quyết định mua thửa đất mà bỏ qua một bước rất là quan trọng, đó là thẩm định về pháp lý, dẫn đến trường hợp sau khi đã xuống tiền đặt cọc hoặc là thậm chí là thanh toán nhận chuyển nhượng đến 95%, 100% thì mới phát hiện ra vấn đề pháp lý là mảnh đất này bị quy hoạch hoặc là mảnh đất này có vấn đề gì mà không thể sang tên được. Thì đây gọi là trường hợp mua bán đất nhìn thâu mà tưởng vàng. Vàng và thâu đều là hai kim loại. Vàng là kim loại quý có giá trị cao hơn rất nhiều lần so với thâu, nên hai loại kim loại này thường bị đánh tráo với nhau. Do đó, được tổng hợp mong muốn mang đến mọi người một chuỗi video để tóm lược về quy trình mua bán đất có sổ đỏ, có một quy trình chuẩn để kiểm tra pháp lý trước khi mua một thửa đất nào. Đầu tiên, luật tổng hợp làm rõ sổ đỏ ở đây tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mua bán đất có nghĩa là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quy trình sẽ gồm 4 bước như sau. Bước 1, kiểm tra thẩm định về thửa đất. Bước 2, hợp đồng đặt cọc. Bước 3, hợp đồng chuyển nhượng. Và bước 4 là các thủ tục cần thiết cuối cùng để hoàn thành giao dịch sang tên sổ đỏ từ người bán sang người mua. Hãy cùng Di xem qua bước 1 nhé. Bước 1 đầu tiên, chúng ta cần phải biết cách xem sổ đỏ. Các thông tin tại sổ đỏ là các thông tin đầu tiên mà mọi người cần phải xem. Các thửa đất có giá trị lên đến 100 triệu, thậm chí cả hàng tỷ đồng, là một tài sản lớn, có thể là bằng tài sản của cả một đời người, nên mọi người đừng bao giờ ngại ngùng cái việc là yêu cầu người bán cho xem sổ đỏ. Thông tin tại trang đầu tiên của sổ đỏ sẽ thể hiện thông tin của người sử dụng đất. Thông tin của người sử dụng đất tại đây có thể là người sử dụng đất ban đầu hoặc cũng có thể là người sử dụng đất hiện tại luôn. Thông thường sẽ có 4 dạng thông tin về người sử dụng đất sau đây: một cá nhân, nhiều cá nhân, hộ gia đình và tổ chức. Trong trường hợp thấy một cá nhân đừng vội mừng, đây cũng có thể là tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân, tài sản chung của vợ chồng, do đó mọi người cần phải kiểm tra kỹ. Nếu trong trường hợp tài sản chung của vợ chồng thì bắt buộc phải cả vợ cả chồng cùng đồng ý bán mới được bán. Tương tự trong hợp thứ hai, nhiều cá nhân cùng đứng tên trên một thửa đất, cũng như vậy tất cả các cá nhân này phải cùng đồng ý bán thì mới được bán. Trong trường hợp hộ gia đình, đây là trường hợp phức tạp nhất, thì mọi người thường nhầm lẫn cái việc chỉ cần cha và mẹ đứng ra ký là được, nhưng mà không, tất cả những người trong hội gia đình này đều phải ký đồng ý bán. Đối với người sử dụng đất là tổ chức thì bắt buộc phải là người có thẩm quyền của tổ chức theo điều lệ và quy định pháp luật đồng ý thì mới được bán. Phải xác định dựa trên tổng tài sản của công ty thì mới xác định được cơ quan nào hay là cá nhân nào có quyền quyết định bán thửa đất đó. Tiếp theo, mọi người cần phải xem trang 3, trang 4, thậm chí là trang bổ sung để biết được ai mới là người sử dụng đất thật sự. Phần này thể hiện thông tin sửa đổi cập nhật sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại phần này sẽ cập nhật tất cả các thông tin, chẳng hạn như là người sử dụng đất ban đầu đã chuyển nhượng cho cá nhân tổ chức nào hay chưa, hoặc thậm chí là đã chuyển nhượng bao nhiêu lần, thì chúng ta cần phải xem là cái dòng cái người chuyển nhượng cuối cùng trong cái phần bổ sung này là ai. Trong phần này đặc biệt hơn, mọi người có thể tìm hiểu được các hạn chế đối với sổ đất này, đang đăng ký giao dịch bảo đảm tức là đang thế chấp tại đâu, tại ngân hàng nào và các thông tin khác. Tiếp theo, mọi người qua trang 2 là phần thông tin về thửa đất. Phần thông tin về thửa đất, mọi người cần phải lưu ý thông tin về hình thức sử dụng đất. Thì sẽ có hai hình thức sử dụng đất là hình thức sử dụng chung và hai hình thức sử dụng riêng. Hình thức sử dụng riêng tức là người sử dụng đất sẽ có toàn quyền sử dụng đối với loại thửa đất này. Tuy nhiên, đối với hình thức sử dụng chung thì cái phần diện tích sử dụng chung ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất này sẽ thuộc sở hữu của nhiều người. Thông thường đây sẽ là phần liên quan đến lối đi công cộng. Tiếp theo, mọi người lưu ý về phần thông tin về mục đích sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất tức là mục đích để xác định được rằng thửa đất này sử dụng để làm gì. Nếu mục đích sử dụng đất là trồng cây hàng năm thì bắt buộc thửa đất này chỉ được sử dụng là trồng cây hàng năm hoặc là trồng cây lâu năm, cũng có thể là đất giao thông hoặc là đất công viên. Tuy nhiên, mọi người chỉ cần xác định một điều, nếu trong trường hợp mọi người xác định mua đất để xây nhà ở thì chỉ lựa chọn duy nhất một loại đất, đó chính là đất ở. Thì đất ở sẽ có hai loại đất ở, đó là đất ở đô thị và đất ở nông thôn. Tuy nhiên, trong trường hợp thửa đất có mục đích sử dụng đất không phải đất ở nhưng mà mọi người muốn xây nhà để ở trên đó thì bắt buộc mọi người phải thực hiện thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất để trở thành đất ở thì mới được xây dựng nhà. Tiếp theo là phần thông tin về nhà ở. Thì trong trường hợp của cuốn sổ đỏ này là không có nhà ở, tuy nhiên trong trường hợp trên thửa đất có nhà ở thì sẽ được cập nhật trên sổ đỏ này. Còn trong trường hợp mà không được cập nhật trên sổ đỏ thì cần phải làm rõ là tại sao căn nhà này xây có hợp pháp hay không, có được hoàn công hay chưa, có được chứng nhận hay chưa.
Và phần thông tin tiếp theo mà mọi người cần phải lưu ý đó là thông tin về ghi chú. Thì trong trong phần này sẽ ghi các hạn chế và các đặc điểm khác của thuê đất, chẳng hạn như là thông tin về quy hoạch hoặc là những thông tin giá trị khác mà mọi người không nên bỏ qua. Tiếp theo xin mời mọi người đến với trang 3, phần sơ đồ của thuê đất. Tại phần sơ đồ này mọi người cần phải xem rất là kỹ về hình dáng, kích thước, diện tích của thuê đất này có giống như là thuê đất ngoài thực tế hay không. Tại phần sơ đồ này chúng ta sẽ đối chiếu đồng thời với lại thông tin tại phần nhà ở. Mọi người cần phải xem xét rất rõ về vị trí con đường, vị trí thửa đất, về diện tích, về kích thước có giống ngoài thực tế hay không. Tránh trường hợp treo đầu dê bán thịt chó. Trong trường hợp này chúng ta sẽ xem con đường là bao nhiêu mét, vị trí cách giữa nhà chúng ta với con đường là bao nhiêu, hình dáng của thửa đất trên sổ với thực tế, diện tích, chiều ngang, chiều dài có giống hay không. Đối với nhà ở sẽ là xem về số lượng tầng, xem về diện tích xây dựng có giống hay không. Tránh trường hợp khi chúng ta xuống tiền rồi mới phát hiện ra được rằng thửa đất trên sổ với thửa đất ngoài thực tế này không phải là một, hoặc là thông tin về nhà ở xây dựng bị sai phạm sau khi chúng ta mua về có thể sẽ bị xử phạt về xây dựng trái phép hoặc là các công trình không được công nhận trên sổ đỏ.